chào tất cả mọi người. Vâng, Hồng Hoa đang có mặt tại khoa sản của Bệnh viện Quốc tế City. Và với phương châm đồng hành cùng bạn vượt cản an toàn, thì khoa sản Bệnh viện Quốc tế City xứng đáng là nơi để các mẹ bầu lựa chọn cho hành trình sinh con nghỉ dưỡng của mình. Hôm nay Hồng Hoa sẽ dẫn tất cả các quý vị khán giả cùng tham quan nội thất sang trọng đạt chuẩn 5 sao của khoa sản Bệnh viện Quốc tế City nhé. Và bây giờ xin mời đi theo mình. Vâng, thưa quý vị, hiện tại Hoa đang có mặt trước cửa phòng VIP hay còn gọi là phòng tổng thống đạt chuẩn 5 sao của Bệnh viện Quốc tế City. Và đứng kế Hồng Hoa đây là chị Hạnh, nữ hộ sinh của Bệnh viện Quốc tế City. Chị Hạnh sẽ dắt chúng ta đi tham quan phòng sinh nhé. Chào, mình là Mỹ Hạnh, nữ hộ sinh khoa sản lầu 9. Bây giờ mình sẽ dẫn các chị em cùng tham quan phòng VIP khoa sản lầu 9 nhé. Em giới thiệu với các chị em, đây là chiếc giường của mẹ bầu ha. Mình có thể nâng lên, hạ xuống tùy thích. Có cái bảng điều khiển bên ngoài và một chiếc bảng điều khiển bên trong. Cái giường này sẽ có 4 cái thanh chắn để giúp cho mình không có bị té ngã. Còn đây là bộ đồ dành cho mẹ bầu, được bệnh viện thiết kế riêng, rất là đặc biệt, màu hồng dễ thương. Khi chị em mình cần giúp đỡ gì thì bấm nút này, điều dưỡng sẽ có mặt 24/24 để giúp đỡ chị em mình ha. Đây là một dịch vụ rất là đặc biệt của bệnh viện, chỉ cần chị bấm nút là sẽ có điều dưỡng tới hỗ trợ mình. Đây là bộ dụng cụ mà bệnh viện đã chuẩn bị sẵn cho mẹ bầu khi tới nhập viện tại bệnh viện CH, gồm có một băng vệ sinh, một quần lót giấy, một bộ vệ sinh cá nhân. Đây là những dụng cụ dành cho mẹ. Còn cho bé gồm có một khăn ướt, một bộ đồ theo giới tính của bé. Con gái thì màu hồng, còn con trai thì sẽ màu xanh. Và đây là 5 gói tã bệnh viện tặng cho em bé. Đây là 2 bình nước lạnh và bình nước nóng. Mỗi sáng thì sẽ có nhân viên chế nước vào chuẩn bị sẵn đầy đủ cho mình ha. Đây là bộ dụng cụ đặc biệt dành cho sản phụ sau sinh, chỉ dành riêng cho phòng VIP mới có, gồm có ấm đun nước thông minh, máy tiệt trùng, hâm sữa đa năng, bộ máy hút sữa, nhiệt kế hồng ngoại. Ngoài ra ở trong mỗi phòng thì sẽ có một bộ tài liệu, ở trong đây có đầy đủ các nội dung mà ba mẹ có thể tham khảo. Nếu còn thắc mắc vấn đề gì thì ba mẹ có thể hỏi nhân viên điều dưỡng hoặc là bác sĩ. Ngoài ra mỗi phòng sẽ được trang bị một chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ này đặc biệt là không có âm thanh để giúp cho mẹ bầu dễ ngủ. Nó có thể hiển thị cả nhiệt độ phòng. Đây là chiếc bàn ăn rất là tiện nghi, chúng ta có thể nâng lên hạ xuống tùy theo cái độ cao mà mình mong muốn. Đây là chiếc tủ đựng quần áo, trong đây có một chiếc cách sắt mà chúng ta có thể đựng được những vật dụng quý giá ở trong đây. Đây là toilet của phòng VIP, chúng ta cùng tham quan. Trong đây có toilet dành cho mẹ bầu riêng ở tại phòng luôn. Chúng ta không có cần phải di chuyển đâu hết. Có label, nước rửa tay, khăn giấy sẽ chuẩn bị sẵn. Đặc biệt một cái là sẽ có nút vào điều dưỡng khi chúng ta bị té ngã hay cần sự giúp đỡ trong phòng tắm. Chúng ta sẽ giật cái dây này thì điều dưỡng sẽ đi vô và giúp đỡ mình. Cái hòa nước này chúng ta có thể điều khiển được nước nóng và nước lạnh luôn các chị bầu ha. Bây giờ em sẽ giới thiệu phòng người thân của phòng VIP. Trong đây chúng ta có 2 chiếc giường dành cho người thân nằm rất là tiện nghi, rộng rãi. Bệnh viện sẽ phát 2 bộ vệ sinh cá nhân dành cho người thân, tivi, tủ lạnh bên phòng người thân ha. Phòng người thân cũng có một chiếc tủ tiện nghi giống như phòng bên mẹ bầu. Có các ngăn kéo sử dụng rất là rộng rãi và một toilet riêng ở bên phòng này luôn. Trong đây cũng có hệ thống nước nóng lạnh và giấy sử dụng sẽ được thay hàng ngày. Rồi xà phòng, bồn label. Thank you.